Nếu mua cục sạc 61W nhưng lại là phải loại nhỏ thì chắc chắn rằng Rapper có sản phẩm cho anh em. Wow, nhìn trông cũng chất lượng á, nhìn trông cũng hoành tráng á. Đầu tiên thì nhìn vào cái vẻ ngoài em ấy có thể thấy là em này là một cục sạc rất là nhỏ, rất là đáng yêu, rất là cute, làm mình khá liên tưởng với cả những cái cục sạc laptop của Asus. Tại vì nó có một cái khối màu đen bằng nhựa và nó là hình như kiểu là hình vuông khối anh em ạ. Tiếp theo nữa thì nó sẽ có logo của Rapper ở trên này. Ngoài ra cho nó sẽ còn có một đầu cắm ổ điện đây và có thể mở ra được rất là dễ dàng luôn. Bên cạnh đó thì cái cục sạc này tuy là 61W nhưng chỉ có đúng một đầu cắm thôi, là đầu cắm Type-C PD. Và đầu này thì nó sẽ có một cái đèn LED đây khi mà anh em cắm dây vào. Cái em sạc này thì đầu vào sẽ hỗ trợ lên tới maximum là 100-240V ở ổ điện. Còn nếu mà đầu ra thì sẽ hỗ trợ maximum là 20.3V tại 3M anh em nhé. Có lý do sao là 61W anh em ạ, chứ không phải là 60W. Đấy, tại vì nó hỗ trợ 20.3. Đấy, thế nên là cái cục sạc này cực kỳ là hợp lý với cả những anh em nào đang sử dụng chiếc laptop loại nhẹ, loại yếu, chỉ cần sạc từ 60-65W có thể chạy được. Và sạc điện thoại nữa, hoặc sạc những thiết bị như là máy Steam Deck, máy Switch, những máy chơi game, vân vân và vân vân. Thì cục sạc này cực kỳ hợp lý luôn. Anh em, một ngày luôn nhá.